là phải tư vấn cho người ta làm chứ. Ra tư vấn xong rồi làm tiếp. Ra tư vấn xong rồi làm tiếp. Thì đó mình tư vấn thì kêu là bởi vì nó có là giá không dịch rồi đó. Còn bữa nay hết dịch rồi nên chị đang hôm nay dạy giá bình thường. Dạ. Thôi rất được rồi, chú lấy chút tiêu thành thành được. Chờ mấy đứa nhỏ qua hết cho nó về bên đây xong. Dạ. Về qua là gần 4 năm thôi, thôi. 8 tháng này. Dạ. Mà nhỏ nhất của chú cũng đang lành. Dạ, ông bán nó làm cũng không thế. Lành cũng kỹ đó. Dạ, đúng rồi. Thấy cái lồng muỗng đẹp. Biết đang muốn bị thịt dơ chỗ đó không? Dạ. Hồi nó chú bị té nè. Dạ. Trời cũng chật chỗ đó. Ừ. Trời cũng chật mà sao cũng lành lẹ mà đang có thịt dơ chỗ đó. Lọ đời. Lọ đời. Được về được thứ nhì đó à. Cũng
bị trật tế, mình là đi mua thuốc thường chống thầy uống rồi bầu vô đó sang lần lệ cũng có. Bố bác bọc đi tìm dép hả? Vui sợ đi tìm sáng ra. Rồi anh nói gì đó, anh vô phản tán bóc mấy cái miếng cổ nó ngậu trời trời. Cái bọn kia có dép chưa? Cái sợ ra, tao ơi, phòng mấy cái thái cái đồ dép mình đó, tao bóc qua. Cái thằng kia dép ra này, cái bạc cúng, mà mấy miếng cổ nó mà chạy ra. Tao kia chắc đang đi tìm dép mà vô nó ngậu trời trời. Đây này. Cái viên hồng nó lại biết a trùm cho phải không? Cái ông bữa trước bà anh bỏ về trễ liền á. Với lại bà bác sĩ Như Minh á. Trùm cho viên hồng đó. Cho mà uống ngày viên luôn á. Mạnh lắm. Mà sáng cũng đã có hết. Uống thuốc ông nó không suy nghĩ luôn mà. Trời còn có sinh mạnh luôn á. Bà Như Minh đâm bệnh đâm lắm. Thuốc mạnh dễ sợ. Rồi nó là bác sĩ đi Mỹ và đi. Bác sĩ đi Mỹ và đi. Và đi về quê và đi Quảng Nam rồi đó chứ. Ta đi thử, ta xuống thử. Người bác sĩ khách tâm là không bao giờ họ cho uống mạnh như thế nào. Thiệt tình là như thế đó. Tính là ông chú này ông thấy không? Ông chú này